Chào mừng anh chị đã đến với kênh video của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart ạ. Trong video ngày hôm nay em sẽ quay trở lại với thương hiệu TCL đấy ạ, với một mẫu TV mới ra mắt của họ. Mã hàng hôm nay nó là 55P618, một mẫu TV có độ phân giải 4K, gọi là Smart TV với hệ điều hành là Android. Vậy chiếc TV này có những ưu điểm nổi trội như thế nào? Thì em mời anh chị sẽ xem hết video của em ngày hôm nay nhé. Nhân tiện anh chị có thể đăng ký theo dõi kênh của Ecomart bằng cách là ấn vào nút đăng ký phía dưới video để anh chị có thể nhận được những thông tin mới nhất cũng như là cập nhật về giá thành tốt nhất tại thời điểm hiện tại ở Ecomart. Anh chị nhé, em cảm ơn anh chị ạ. Trước hết là về tổng thể của TV. Chiếc TV mang thiết kế cơ bản thôi anh chị ạ. Tuy nhiên thì với mức giá tốt như vậy thì chúng ta sẽ không cần quá cầu kỳ về ngoại hình cũng như thiết kế của nó. Chân đế bằng nhựa. Đây anh chị ạ. Thiết kế chữ V. Chúng ta sẽ xoáy ốc vào phía dưới đáy của TV như thế. Chiếc TV này sẽ cũng có viền bằng nhựa tương tự. Vẫn còn viền tương tự đây ạ. Nói chung là chiếc TV này nó sẽ mang một trong tầm giá này, nó sẽ mang một kiểu thiết kế cơ bản ở những mẫu TV gần đây anh chị thường thấy thôi, sẽ không có quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Thương hiệu TCL họ luôn hướng tới với phân khúc giá thành vừa phải, giá bình dân nhất để tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất. Nhưng mà mẫu bình dân thôi, nhưng năm nay họ đã tích hợp vào hệ điều hành và có thêm tính năng trợ lý ảo Google cũng như hệ điều hành Android đấy ạ. Chiếc TV này hỗ trợ giọng nói tiếng Việt, ngoài ra còn có cả Bluetooth nữa, rất nhiều tính năng mới được tích hợp trên chiếc TV. Với độ phân giải 4K là độ phân giải phổ thông gần như là nhất trên thị trường hiện tại, thì anh chị sẽ được đảm bảo trải nghiệm xem tốt hơn. Chúng ta xem hình ảnh chắc chắn là sẽ nét hơn các dòng TV Full HD truyền thống chúng ta thường thấy rất là nhiều. Giao diện trực quan như em đang quay đây là giao diện của Android TV anh chị nhé. Giao diện này thì quá quen thuộc rồi. Trong tất cả những dòng TV chạy Android thì đều có giao diện tương tự. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào kho ứng dụng của TV đấy ạ. Nó như là CH Play chẳng hạn, để mình có thể tải thêm các ứng dụng cần thiết như là những ứng dụng xem phim Netflix chẳng hạn, hay là những ứng dụng như Clip TV, My TV. Thông số chuyển động và hình ảnh cũng là ở mức tiêu chuẩn, đó là 60Hz anh chị nhé. Tần số quét 60Hz, tỷ lệ không hình là 60fps. Nó sẽ cho trải nghiệm xem của mình được đảm bảo một cách tốt nhất anh chị ạ. Sau đây em thử mở vào YouTube xem cái tốc độ xử lý của nó như thế nào. Nó load lại ngay lập tức ạ, chứng tỏ hệ điều hành của TV đã làm rất tốt công việc truy cập Internet. Khả năng kết nối ở Android thì không phải bàn cãi nữa rồi. Tốc độ load video rất nhanh ạ. Ở một chiếc TV với mức giá hiện tại đó là 9.690.000 tại Ecomart anh chị nhé. Với đầy đủ những tính năng như là có hệ điều hành Android, sử dụng giọng nói tiếng Việt, điều khiển thông minh, rồi là có hệ điều hành nữa, thì với mức giá này là cực kỳ ưu đãi. Ngoài ra thì anh chị sẽ có thêm là được tặng một chiếc máy xay đa năng anh chị nhé. Ở Ecomart anh chị yên tâm về chế độ hậu mãi rồi ạ. Bên em sẽ có bao xài 30 ngày, tức là trong 30 ngày đầu khi anh chị gặp lỗi của nhà sản xuất thì sẽ được đổi luôn một chiếc khác.
Ngoài ra thì chế độ bảo hành của TCL cũng là cao nhất trong các hãng, đó là lên tới 3 năm. 3 năm anh chị ạ. Và video của em đến đây xin kết thúc ạ. Nếu anh chị cần tham khảo thêm các sản phẩm, mình có nhu cầu tham khảo thêm các sản phẩm thì anh chị có thể đến ngay trực tiếp tại showroom của Ecomart tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, hoặc truy cập vào website chính thức của Ecomart là ecomart.vn để tham khảo thêm anh chị nhé. Em xin phép được kết thúc video. Cảm ơn anh chị ạ.